Trong một thông báo chính thức vào ngày 2 tháng 6, Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội cho biết, ngày 1 tháng 6, theo giờ địa phương, phía tuần duyên Mỹ đã chính thức bàn giao tàu tuần duyên USCGC John Midget thuộc lớp Hamilton cho Cảnh sát biển Việt Nam. Trước đó, con tàu đã được đổi số hiệu thành Cảnh sát biển 8021. Cũng theo thông báo trên sau lễ bàn giao, tàu 8021 cùng các cán bộ chiến sĩ Cảnh sát biển Việt Nam đã rời cảng Seattle, bang Washington để bắt đầu hành trình trở về nước. Theo thông báo của Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội, tàu 8021 sẽ từ Seattle về vùng Cảnh sát biển 3 trong thời gian tới. Như vậy, sau gần nửa năm trải qua quá trình bảo dưỡng, sơn sửa và thử nghiệm trên biển, tàu 8021 đã sẵn sàng cho nhiệm vụ mới trong biên chế Cảnh sát biển Việt Nam. Thông báo của Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội cho biết, việc chuyển giao con tàu này cho Việt Nam đã nêu thêm một ví dụ điển hình khác cho mối quan hệ đối tác và an ninh khu vực ngày càng được tăng cường giữa Việt Nam và Mỹ. Chúng tôi rất mong được đón chào con tàu Cảnh sát biển 8021 tại Việt Nam. Trang tin chuyên cung cấp dữ liệu hành hải Marine Traffic cho biết, tàu Cảnh sát biển 8021 đã rời cảng Seattle vào sáng nay 2 tháng 6 theo giờ Việt Nam. Điểm đến tiếp theo của tàu sẽ là Honolulu, Hawaii, Mỹ. Theo truyền thông Mỹ, sau khi USCGC John Midget được loại biên vào giữa năm 2020, quá trình chuyển đổi con tàu này đã được tiến hành vào đầu năm 2021. Toàn bộ trang thiết bị trên tàu đều được bảo dưỡng. Thân tàu cũng được sơn lại màu trắng với dòng chữ Việt Nam Coast Guard hai bên thân, ống khói sơn quốc kỳ Việt Nam. USCGC John Midget là chiếc cuối cùng trong loạt 12 tàu tuần tra lớp Hamilton được đóng cho tuần duyên Mỹ, được đưa vào biên chế từ năm 1972. Hiện tại, tuần duyên Mỹ đã cho loại biên toàn bộ các tàu lớp Hamilton và thay thế bằng lớp tàu tuần duyên hiện đại hơn là Legion. Tàu tuần duyên lớp Hamilton dài 115m, rộng 13m, có lượng dạng nước 3.050 tấn, được trang bị hai động cơ diesel và hai động cơ thuốc binh khí, cho phép đạt tốc độ tối đa 54 km/h. Tàu có thể hoạt động trên mọi vùng biển và đại dương, thời gian làm nhiệm vụ có thể lên đến 45 ngày với tầm hoạt động 20.000 km. Ngoài ra, nó cũng có nhà chứa máy bay lên thẳng, có thể tiếp nhận các loại máy bay trực thăng cỡ vừa và nhỏ. Tương tự như tàu Cảnh sát biển 8020 đã được chuyển giao cho Cảnh sát biển Việt Nam vào năm 2017, tàu USCGC John Midget đã bị gỡ bỏ hoàn toàn bộ hệ thống vũ khí và chỉ giữ lại pháo Autopreda cỡ 76mm trước mũi. Cả hai tàu 8020 và 8021 đều được phía Mỹ chuyển giao cho Việt Nam theo chương trình bán trang bị quốc phòng dư thừa.